Mới đây, tại khu phố mới, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, các trinh sát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với đội 5 quản lý thị trường tỉnh, công an huyện Tiên Lữ phát hiện bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển lợn chết về lò mổ để đem đi bán. Hai đối tượng vận chuyển là Nguyễn Hữu Truyền, sinh năm 1973 ở đỉnh Cao Phù Cừ và Phạm Quốc Tuấn, sinh năm 1982 ở phố Minh Khai, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, đang có hành vi vận chuyển hai con lợn chết về lò mổ để tiêu thụ ra thị trường. Hai đối tượng này khai nhận đã mua số lợn chết trên từ các trang trại ở địa phương với giá 400.000 đồng một con, sau đó mổ và mang bán cho các công ty và trường học trên địa bàn để kiếm lời. Kiểm tra tại cơ sở kinh doanh giết mổ lợn của Tuấn tại thị trấn Vương, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có hai con lợn chết đang được mổ cùng hai tủ đông chuyên chứa thịt lợn chết đang trong quá trình phân hủy, ôi thiêu, biến đổi màu sắc, có tổng trọng lượng là 490 kg. Tại thời điểm kiểm tra, Truyền và Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận kiểm dịch sản phẩm.